Về số ngón tay, chúng ta sẽ sử dụng số ngón tay tương tự như gam đô trưởng. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 và kết là 5. Bây giờ cô sẽ thực hành gam La Thứ tự nhiên. Và sau đây là gam La Thứ tự nhiên ở tay trái.